Chiều hôm nay em đi bóc tổ ong. Hôm qua em đi câu cá thì em vô tình gặp được. Hy vọng là em sẽ kiếm được nhiều mật một chút. Đây là dấu em làm vào ngày hôm qua. Còn tổ ong thì trên kia mọi người nha. Em thì có xài dây bảo hộ cho nó chắc ăn. Em vừa cột thì dây an toàn xong. Em không thích mạo hiểm trên cây nên là khi nào chắc chắn thì em mới làm. Còn tổ ong thì ở bên này, nhưng mà chắc em sẽ không gặp may mắn với tổ ong này. Tổ ong này thì không có nhộng và bộ mật thì nhỏ chút xíu. Em bị rớt máy ghi âm mọi người ơi. Địa hình này mà tìm máy ghi âm thì chắc là không phải điều dễ dàng. Nhưng mà vẫn mong em sẽ tìm được. Chắc là giờ mình xuống tốt mới tìm được. Thành quá đây mọi người ơi. Kiếm lục rừng không phải dễ. Bữa có bữa không. Nhưng mà cái quan trọng là em đã an toàn. Và em đã tìm được máy ghi âm này. Cảm ơn mọi người đã xem video.